Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang ở đây là giao lộ Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ. Theo thẳng hướng Phó Đức Chính này, chúng ta sẽ đi chợ Bến Thành nè. Và cái bên đó có cái nhà của chú Quả. Rồi bên tay trái này là đường Nguyễn Công Trứ. Đi hướng này mình đi lên chợ Trái, chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh. Rồi hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về chợ Bến Bạch Đằng, đi về Bến Bạch Đằng. Rồi hôm nay em dẫn cả nhà mình đi ăn cháo mực Phó Đức Chính ở ngay góc Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ này luôn. Quán cháo này rất là lâu năm rồi, cũng rất là lâu rồi không có dịp quay trở lại đây và chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Rồi chúng ta cùng tham gia nha. Tới số 10 Phó Đức Chính ở đây đó. Quán cháo mực số 10 Phó Đức Chính. Rất là hấp dẫn. Đây có giò, quả, dạ vô bàn ngồi liền. Trứng, sườn. Rồi cháu quẩy. Thì ngồi đâu à? Đây. Đây. Hôm nay có sự tham gia của bạn này. Lâu rồi mình không quay lại đây thì ở đây có ở trên lầu nữa. Mình đi ăn lúc nào phải có uống mới chịu. Rất là đông luôn. Dạ đồ ăn à. Dạ. Ngồi ngay chỗ này giống như có cái máy lạnh nó mát. Dạ một tô cháo mực 20.000. Rồi ngồi trên lầu thì mình ngồi trên kia. Rất là đông. Rồi cháo quẩy. Cặp cẳng gà. Và tô cháo mực. Cô này thì ngay tôi bánh canh giò nè. Cái này là để riêng ra. Cô anh cũng hai tô chứ. Hai cái chân gà thôi. Nặng chanh vô, cho chanh vô. Chanh vô muối tiêu nè. Rồi em mời các anh chị và các bạn chúng ta thưởng thức cái món cháo mực Phó Đức Chính nha. Ở đây nằm ở số 10 Phó Đức Chính. Tại đứng cái chỗ ra vô người ta múc đồ ăn á, nên thành ra không có đứng lâu được, chứ thôi là quay cái bếp cho bà con mình xem thôi. Là nhìn cái bếp lúc nào cũng hấp dẫn. Tôi xíu quách này. Giò nè. Rồi để mình xem tô mình có gì nha. Đó. Buổi trưa nóng này ăn cháo là đã luôn. Cái gì? Trưa nóng ăn cháo. Đây ngồi ngay cái máy lạnh phía sau nè. Cái máy thổi hơi mát. Cháo có mực có huyết. Cháo này á mình ăn trứng bắc thảo cũng được. Ở đây có trứng bắc thảo thôi, nhiều quá, cháo nóng quá, đợi nguội tí. Thôi để cái điện thoại ngay miệng nhìn sao ăn. Thái cười rồi. Rồi không có người quay phim khổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mấy con này ăn trước đi. Dạ, có cái này nè. Bây giờ đi ăn là phải móc máy quay điện thoại rồi ra đủ thứ công cụ. Muốn tìm mọi đặt chặt được cái đó. Là nhưng mà cũng phải có cách thôi đó. Chỗ này bán rất là lâu năm rồi, có rất là nhiều cái như có chi nhánh ở đâu ở chỗ này có chi nhánh đâu à? Quỳnh Tấn Phát gì bữa có nói á. Lúc trước mình ăn đấy, người ta để chi nhánh Quỳnh Tấn Phát gì đó. Ở đây rất là đông. Mấy chục năm rồi. Hôm nay mình phải bỏ cái gọi cháu quẩy vô. Cháo là phải bỏ cái này vô để ăn độn, ăn độn cho nó no. Này chắc không cần độn đâu, anh thấy tô đó với câu giò là đủ rồi. Xong mùa hè này là em lên kéo ngon. Mà thường ở nhà má nấu là đặc hơn, nó nấu bằng gạo, còn này nấu bằng tấm. Chứ thì nấu ra này bữa nào mà yếu yếu mua một tô cháo này với một cái trứng bắc thảo rất là ngon. Trứng bắc thảo mình đập ra rồi mình sắn ra cái quậy 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 nó hòa tan vô. Cái chỗ này hơi chật nên cái chỗ ngồi hơi bị thấp. Cháo rất là ngọt luôn. Chỗ này cũng gần 2 năm mới quay lại đây. Tuy là gần nhà nhưng mà ăn hoài chưa có dám được. Bữa nay trưa nay không biết ăn gì, chạy ra đây mua cháo. Cháo có giá. Cái chân gà nha. Thời gian cái này cầm điện thoại thì không được. Động khoan cái chân gà lắm mà. Không quên ăn cái đầu gà. Quên ăn đầu gà. Cái chân gà đây người ta hầm rất là mềm, rất là ngon.
cái giò còn lại nha. Ủa gì đó? Nhìn cái giò rất là hấp dẫn, trắng kẹo mập mạp, chấm một tí muối, siêu chanh vô. À. Dai dai giòn giòn, giòn giòn sực sực. Đây cái cặp giò là 37.000, 17.000 một cái cặp giò. Cặp giò 17.000 cặp. Để cháo 20 là 37.000. À. Nhận không hả? Nên chứ. Rồi một số hình ảnh ở quán cháo mực số 10 phố Đức Chính, gửi các anh chị và các bạn ta xem chơi cho vui nha. Có dịp thì mình tới đây dùng thử. Bán từ 7 giờ sáng tới 20 giờ đêm mỗi ngày. Buổi trưa rất là đông. Ngày chủ nhật thì bán bắt đầu từ 9 giờ là 9 giờ sáng rồi. Buổi chủ nhật á. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ no quá. Giờ mình tính tiền thôi. Có mua một phần đem về cho ba nữa. Bây giờ đi về đi làm luôn. Này đi về chắc về ngủ. Khỏe quá. Anh này tính tiền rất là lẹ luôn nè. Anh chủ tính tiền rất là nhanh. Ngày xưa vậy nhưng mà bây giờ sao? Tính tiền con đi cô ơi. Dạ.